Sáng nay ngày 13 tháng 12, ông Lê Quân, Chủ tịch nghiệp đoàn nghề cá An Vĩnh, huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi cho biết, 15 ngư dân đi trên tàu cá QNR-96138TS của ngư dân Lê Đình Việt ở thôn Tây An Vĩnh, huyện Lý Sơn bị trôi giạt do tàu bị chết máy trên vùng biển Hoàng Sa đã được cứu. Khoảng 3 giờ sáng nay, tàu cá QNR-98813TS của ngư dân Trần Anh Dũng ở thị xã Đức Phổ, Quảng Ngãi đã tiếp cận được tàu cá QNR-96138TS. Sau khi tiếp cận, ngư dân đi trên hai tàu đã neo buộc tàu cá bị chết máy để lai dắt về đất liền. Sức khỏe của cả 15 ngư dân đi trên tàu QNR-96138TS ổn định. Trước đó, vào khoảng 21 giờ đêm ngày 11 tháng 12, trong lúc đang trên đường từ Hoàng Sa chạy về đất liền, thì tàu QNR-96138TS bị chết máy và trôi tự do. 15 ngư dân đi trên tàu cố gắng khắc phục máy tàu nhưng không sửa chữa được. Do sóng to gió lớn nên các ngư dân trên tàu đã phát tín hiệu đề nghị cứu hộ cứu nạn. Hỗ trợ nhà ở ổn định cuộc sống cho người dân vùng cao, nhất là những hộ bị thiên tai hoạn nạn, nhà ở có nguy cơ ngã đổ, không có khả năng xây mới, được huyện Trà Bồng tập trung triển khai. Từ sau cơn bão số 9 năm 2020, việc này càng trở nên bức thiết và khẩn trương hơn để giúp các hộ dân có nhà bị sập, nhà xuống cấp, xây dựng nhà mới, ổn định cuộc sống. Mái ấm tình thương của vợ chồng anh Hồ Văn Thái ở thôn Trà Nga, xã Trà Phong được xây dựng từ nguồn vận động của mặt trận các cấp. Bão số 9 đã làm sập hoàn toàn ngôi nhà cũ của hai vợ chồng. Vợ chồng anh được hỗ trợ xây dựng nhà mới với kinh phí 50 triệu đồng. Ngôi nhà hoàn thành vào tháng 4 năm nay. Mùa mưa này, ngôi nhà thật sự là mái ấm của vợ chồng anh và hai con nhỏ. Không còn lo mưa lạnh, gió lùa. Trước là do bão rất là mạnh, nhưng mà nhà này sập cái nhà dài dài đó. Đỡ nhưng mà nhà nước hỗ trợ cho em một cái nhà, em rất là vui. Giờ nói chung thì em biết nói sao. Thì nói chung thì mình thấy con nhà mình ở nói chung rất là, bây giờ cuộc sống của em là rất là thoải mái rồi. Vợ chồng chị Hồ Thị Út ở thôn 3 xã Trà Thủy cảm thấy ấm lòng khi được hỗ trợ xây dựng nhà mới. Vợ chồng chị được hỗ trợ xây nhà chống bão từ nguồn hỗ trợ của Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB. Ngôi nhà xây vững chãi, có mê tránh bão chắc chắn, được xây dựng từ tháng 5 năm nay, giúp vợ chồng chị Út an tâm sinh sống trong mùa mưa bão. Vui chứ, vui quá trời luôn. Có nhà là mừng. Mùa cho năm nay không sợ nữa, có nhà như vậy rồi, yên tâm. Sau cơn bão số 9 năm 2020, toàn huyện Trà Bồng có 4.850 nhà ở của người dân bị thiệt hại. Trong đó có 197 nhà bị sập hoàn toàn, trên 400 nhà bị thiệt hại nặng. Đến thời điểm này, từ các nguồn vận động quyên góp, tài trợ và nguồn của địa phương, huyện Trà Bồng đã hoàn thành việc hỗ trợ nhà ở cho những hộ dân bị thiệt hại, giúp người dân an cư lạc nghiệp. Chỉ tính riêng trong năm nay, từ nguồn vận động của mặt trận huyện đã giúp xây mới 178 ngôi nhà với tổng kinh phí trên 10,5 tỷ đồng. Trong năm 2021, bằng được mặt trận của quận Long Nguyễn cũng có tổ chức thành viên đã kêu gọi các tổ chức doanh nghiệp, nhà hảo tâm ở trong tỉnh cũng như ngoài tỉnh cùng với ban thường trực mặt trận của quận Long tỉnh hỗ trợ một phần kinh phí để xây dựng nhà đại đoàn có nguy cơ đổ ngã trong 2021 này, cũng như nhà mà đổ ngã do cơn bão số 9 50 gây ra, là việc là xây dựng là 130 tấm đó. Thì hiện nay đã nghiệm thu đưa vào sử dụng là 131 á, còn 3 cái còn lại bằng nguồn lực mặt trận huyện cũng như xã để đôn đốc cố gắng xây dựng xong trong năm nay để cho bà con có Tết nhân dân này ấm cúng hơn, để bà con an tâm sản xuất phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo. An cư mới lạc nghiệp, những nỗ lực của huyện Trà Bồng trong việc hỗ trợ nhà ở cho đồng bào nghèo, hộ bị thiệt hại do thiên tai bão lũ thời gian qua là rất cần thiết, tạo nguồn động lực để bà con nghèo nỗ lực vươn lên, ổn định cuộc sống. Từ đó an tâm làm ăn, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.